tổng quan về thành phố Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố duyên hải nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng, có vị trí nằm trong khoảng từ 20.035 đến 20.001 vĩ độ Bắc và từ 106.029 đến 107.005 kinh độ Đông, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Đông là Biển Đông, với đường bờ biển dài 125 km, nơi có 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, Cửa Cấm, Lạch Chay, Văn Úc và sông Thái Bình. Diện tích tự nhiên là 1.507,57 km², tính đến tháng 12 năm 2011. Dân số Hải Phòng là 1.907.705 người. Trong đó dân cư thành thị chiếm 46,1% và dân cư nông thôn chiếm 53,9%, là thành phố đông dân thứ 3 ở Việt Nam, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng ngày nay là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại 1 cấp quốc gia, gồm 7 quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An và Hải An; 6 huyện ngoại thành: Thủy Nguyên, Hải An, An Lão, Kiến Thụy, Tiền Lãng, Vĩnh Bảo và 2 huyện đảo: Cát Hải, Bạch Long Vĩ, với 223 xã, phường và thị trấn. Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một cảng biển lớn nhất ở miền Bắc, một đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống giao thông thủy, bộ, đường sắt, hàng không trong nước và quốc tế, là cửa chính ra biển của thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trên hai hành lang, một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam, Trung Quốc. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội vùng châu thổ sông Hồng, Hải Phòng D được xác định là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, là trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật tổng hợp của vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Quyết định 1448 quy định TTG ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hải Phòng có điều kiện tự nhiên rất phong phú, giàu đẹp, đa dạng và có nhiều nét độc đáo mang sắc thái của cảnh quan nhiệt đới gió mùa. Nơi đây có rừng quốc gia Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới, là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh nổi tiếng, đặc biệt phong phú về số lượng loài động thực vật, trong đó có nhiều loài được xếp vào loài quý hiếm của thế giới. Đồng thời, nơi đây còn có cả một vùng đồng bằng thuộc vùng đồng bằng tam giác châu thổ sông Hồng, tạo nên một cảnh quan nông nghiệp trồng lúa nước là nét đặc trưng của vùng du lịch ven biển Bắc Bộ và cả một vùng biển rộng với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, nhiều hải sản quý hiếm và bãi biển đẹp. Khí hậu của Hải Phòng cũng khá đặc sắc, ôn hòa, dồi dào nhiệt ẩm và quanh năm có ánh nắng chan hòa, rất thích nghi với sự phát triển của các loài động thực vật nhiệt đới, đặc biệt rất dễ chịu với con người vào mùa thu và mùa xuân. Đây là vùng đất in đậm dấu ấn chống ngoại xâm trong suốt quá trình lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam, với các chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938, của Lê Hoàn năm 981, của Trần Hưng Đạo năm 1288. Đến nay, các chiến tích đó vẫn còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử, lưu truyền biết bao truyền thuyết dân gian, để lại cho hậu thế nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật có giá trị. Đến Hải Phòng, đặt chân đến bất cứ đâu chúng ta cũng bắt gặp các di tích, các lễ hội gắn với những truyền thuyết, huyền thoại về lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm của Hải Phòng. Những di tích, lễ hội này chính là nguồn tiềm năng quan trọng cần được quan tâm bảo vệ tôn tạo để phục vụ phát triển du lịch. Có thể nói, Hải Phòng là nơi có lịch sử vinh quang ngàn năm, một vùng đất hội tụ đầy đủ khí thiêng sông núi và một cư dân anh dũng, sáng tạo và rất cởi mở, dễ hòa hợp với bè bạn bốn phương.